Xin chào tất cả các bác nhé, xin chào các bác đã đến với cả thành đội của mình trong hôm. Thì mấy ngày hôm nay em lên sóng thì xin thưa các bác là rất là vui các bạn. Rất tranh thủ mang những cái sản phẩm đẹp đến từ châu Âu về cho các bác. Cũng khỏe các bác, trưa nay con 57 cùng một anh khách đến từ Nam Định rồi. Lấy rồi các bạn, em thì lại em bóc tiếp ra lại được con Odo 5410. Đó em, một chiếc đồng hồ Odo 5410 mà xanh. Vâng nhá. Thì ngoài ra bên em còn có những bộ đồng hồ tưởng Maxori mạ vàng 24K các bác nhé, rất đẹp. Cái này thì sắp tới em đang thiết kế một cái tầng chuyên đồng hồ để bàn này, và em cũng sắp hoàn thiện rồi các bạn, và một cái zoom chuyên đồng hồ tủ cây. Thì đợt tới thì chắc chắn là em sẽ quay, các bác sẽ xem được rất nhiều những sản phẩm đẹp. Bên cạnh đó thì bên em về vai bò này, Odo 36 này, Z này, Odo 30 này, những cái kệ. Nói chung là bên em thì hàng hóa rất là đa dạng các bác nhé. Thì các bác cứ chơi phân khúc nào thì bên em sẽ giao lưu các bác về phân khúc đấy, đảm bảo cho các bác mà uy tín, chất lượng và giá thành hợp lý nhé. Thì cái sản phẩm đầu tiên em muốn khoe cho các bác là một chiếc đồng hồ Odo 54 mặt xuống một size, đời này rất hiếm các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Odo 5410. Con này thì cũng vừa về thôi. Xin lỗi các bác, nhiều bác bảo là Thành ơi sao em bán đồng hồ không có chuông à các bác nhá. Thì em cũng chia sẻ với bác, bên em là bán hàng bụi các bác nhá, bán hàng bụi tức là hàng chưa chạy. Hàng chưa chạy khi các bác muốn chạy thì các bác sẽ lau dầu, vân vân. Bên em có nhận các cái dịch vụ đó các bác nhá. Thì cái thế mạnh của hàng nguyên bụi là giá cực tốt so với các cái hàng mà bán ngoài cửa hàng, thì giá của nó tốt hơn rất là nhiều, bởi vì là nó hàng đa, nhắc đến hàng bụi là hàng giá thợ các bác nhá. Giá thợ ngày trước thì không lau dầu, nhưng bây giờ thì các đơn vị bán hàng bụi hầu hết đã có dịch vụ nhận lau dầu cho các bác. Thì thực sự các bác không khác gì các bác mua hàng chạy và có bảo hành cả, nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Thì giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Odo 5410 Sodo, các bác có thể nhìn thấy thùng 4 góc 4 bộ, chơi hai bản nhạc Westminster và Sodo các bác nhá. Con này thì nó là đời Odo 54 mặt xanh các bác nhá. Cái đời này thì rất là hiếm. Cái đời này thì cái giá trị cái mặt này thì nó đắt hơn một cái mặt viết chắc tầm khoảng 1 đến 2 triệu các bác nhá. Bởi vì cũng chia sẻ với các bác, nhiều bác thì người ta về người ta sẽ có thể cậy cái mặt xanh này ra, người ta nắp cái số chrome vào các bác nhá, thì nó là một cái mặt mặt số 54 chrome thì nó sẽ khoảng trên dưới chục triệu các bác. Bởi vì cái này thì không phải làm nền mà nó không phải tẩy số đi các bác nhá. Các bác chú ý, tôi cũng chia sẻ các bác một vài cái câu chuyện xoay quanh những cái chiếc đồng hồ. Con này các bác có thể nhìn thấy đây, mặt nó khá ok các bác nhá, mặt khá ok đây, các bác có thể nhìn thấy dạ. Chỉ niti không đáng kể đâu các bác nhá. Được cái con này mặt số xanh này, mặt số đen các bác nhìn thấy nhiều, mặt số xanh chắc chắn các bác chưa nhìn thấy mấy đúng không ạ. Đây thì con này nó chưa chạy bởi vì là bên em chưa lau dầu các bạn. Ok, con này nó sẽ chơi hai bản nhạc các bác nhá. Đấy là bản nhạc Westminster. Để em xem là cái bản nhạc Sodo và một bản nhạc nữa Westminster. Ok các bác nhá, con này thì nó chơi hai bản nhạc. Máy là máy 54 các bác nhá. Vu ở thùng bè các bác nhá, máy 54. 54 này nó lại đặc biệt, nó là 54 vách trơn, nó sẽ đắt hơn 54 vách dâu các bác nhá. Đây, chuyện đây các bác có thể nhìn thấy. Chuyện đây, 54 thì chúng ta nhìn sẽ như thế nào ạ? 54 các bác chú ý này, thứ nhất là nó sẽ chân của nó vuông này các bác này, và nó có số 24. Vậy là con 54 các bác nhá, con 54. Thùng bè thì hầu hết là người ta thích chơi 54.
Đấy, các bác có thể nhìn thấy mặt số nổi xanh. Và con này điểm đặc biệt củ gông nó là củ gông 111 các bác nhá. Củ gông 3 con 1 thì các bác chú ý giúp em. Cái củ gông 3 con 1 này thì các bác nhá. Đây chúng chia sẻ các bác thì là một trong những củ gông đặc biệt các bác nhá. Bình thường nó chỉ củ gông 121 hoặc là Sodo các bác nhá. Nhưng mà củ gông 3 con 1 này thì thường chúng ta thấy nó xuất hiện ở những dòng VIP, ví dụ như Odo 5410, 10 gông 10 búa chơi hai bản nhạc Westminster và gai Carillon đánh bính bo. Thì các bác để ý cho em cái củ côn nó sẽ có 3 con 1 như thế này các bác nhá. Thì đây là một trong những cái dòng đặc biệt. Xin thưa bác, cái chất củ côn VIP như vậy thì nó sẽ cho cái âm ngân hơn là củ côn 121 hoặc là 101 các bác nhá. Các bác chú ý thì cái củ côn như thế này nó sẽ đắt hơn cái củ côn kia khoảng đâu đó, xin thưa bác, là một vài triệu các bác nhá. Bởi vì là cũng chia sẻ các bác là những anh em mà người ta làm nghề ấy, thì người ta cũng đơn giản thôi, người ta sẽ nấp hết cái người ta xoáy cái thanh côn này ra các bác nhá, và người ta nấp lại các bác nhá, và người ta sơn lại, sau đó người ta khoan lại hai hàng côn, đúng không? Thì nó sẽ là thành côn của máy 10 côn 10 búa, côn 3 con 1. Thì một cái bộ côn như thế nó rất là nhiều tiền các bác nhá, đánh gai Carillon ấy. Thì chính vì vậy thì cái củ này nó sẽ có giá hơn cái củ kia các bác nhá. Và điểm đặc biệt cái củ 111 này âm thanh nó ngân hơn. Ta chú ý. Cái này thì em cũng không giải thích được sâu các bác nhá. Nhưng mà chia sẻ với các bác là những gì em nói thì hoàn toàn là đúng các bác nhá. Những con này về ít lắm, côn 3 con 1 như thế này. Hôm nay thì em vừa bán một con 57 10 rồi. Nay sẽ chia sẻ cho bác tiếp theo con này nữa các bác nhá. Con này thì rất là hiếm. Thì anh em nào chúng ta sưu tầm thì liên hệ em. Con này zin đét. Các bác có thể nhìn thấy đó. Được chưa? Cùng chưa? Ok chưa? Cùng 4 bông. Con này cái giá cũng không cao đâu, em để cho bác giá rất tốt các bác nhá, cho yên tâm. Thế này ô đô em về giá tốt á, giá cực tốt luôn. Ô đô 5410 Sonodo. Con này chơi hai bản nhạc Sodo và Westminster các bác nhá. Con này nó có hai điểm nổi bật là mặt nổi xanh, và cái thứ hai là gông 111 côn 3 con 1 các bác nhá. Thường ở dòng máy 10 gai Carillon nhưng con này là Sodo nó sẽ có 6 côn các bác nhá. Và cái thứ ba nữa là thùng 4 bông. Đó các bác nhá. Con này thì cái mặt này rất kết các bác, ít cái mặt xanh này hiếm lắm, mặt nổi đen thì nhiều, mặt chrome nhiều, nhưng mặt xanh này thì rất là hiếm các bác nhá. Đấy, nó cũng còn niti một tí như những vì sao, như những vì sao nấp lánh nhìn rất là đẹp các bác chú ý các bác. Made in Fine, con này bao cho các bác zin các bác nhá, zin 100%. Con này thì các bác quan tâm thì các bác sẽ alo giúp em nhé. Con này mã số 1 các bác nhé, mã số 1 các bác chú ý giúp em. Đấy, ok. Sản phẩm tiếp theo em sẽ giao lưu với các bác một bộ đồng hồ để bàn. Tiếp theo thì em xin phép được giới thiệu cho bác một bộ đồng hồ để bàn siêu cổ của Pháp các bác nhé. Mạ vàng 24K các bác có thể nhìn thấy. Đây là dòng hoàng gia Pháp các bác nhé. Bộ này thì tích quá đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy. Tích quá đẹp, các bác nhìn từng cái họa tiết này các bác nhé. Bây giờ em sẽ chia sẻ các bác về cái tích này các bác nhá. Đây thì xin thưa bác là người nông dân các bạn, thì người nông dân thì và một con chó sói thì xin thưa bác thì người ta, cái người đàn ông này các bác nhá, người nông dân Pháp thì người ta thú vui lao động, và người ta xin thưa bác là rất là anh hùng, người ta bảo vệ cái chú bé này khỏi con chó sói này các bác nhá. Người ta đang đuổi cái con chó sói này các bác nhá, đuổi ra khỏi cái những cái mà đồng lúa hoặc là những cái mà khu vực người ta sản xuất ấy các bác. Tất nhiên những cái này nếu như các bác mà sẽ tìm hiểu ra, tìm tòi ra thì các bác sẽ thấy là
đây là một cái tích nó khá nổi tiếng các bạn, nhưng em thì em giao lưu về thì thực sự các bạn là em cũng chưa tìm hiểu kỹ được cái tích này, nhưng em nhìn thấy gì thì em cũng báo các bác vậy thôi. Và đây là một trong những cái dòng tượng vô cùng kỹ, các bác có thể nhìn thấy ở đây những cái móng tay các bác nhé, các bác nhìn thấy làm như thật, các bác nhìn đây những cái chi tiết, từ cái chi tiết nhỏ nhất, từ những cái tà áo các bác nhé, từ những cái tà áo. Đấy, các bác nhìn thấy không, cái bộ này thì giá trị khá cao, cái bộ mạ vàng như thế nào các bác nhé. Đẳng cấp nhất của đồng hồ tượng xin thưa các bác là đồng hồ mạ vàng, đồng hồ tượng các bầy rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn từng cái cây và những cái tán lá nhá, đồng hun cây viết tán lá thì là đồng hun. Còn những cái chú chó với những người này thì xin thưa các bác là mạ vàng 24k. Các bác có thể nhìn thấy những cái tà áo của ta nhìn trông rất là chân thực và sinh động thôi nhá. Đó, nhìn xem những cái khuôn mặt này. Cái này thì xin thưa các bác là đây là các bác chơi đồng hồ thì xin thưa các bác là chơi về những cái tích, chơi về những cái kiến trúc hội họa, chơi về những cái tích lịch sử thì các bác sẽ chơi sang con này các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở phía dưới này những cái pháo hoa. Đấy, bộ này rất to các bác nhé. Đây các bác nhìn này, những cái nắp cây vàng các bác nhìn rất đẹp, mặt số đây xuất sắc. Cái bộ này thì nó khoảng sinh ra vào khoảng thế kỷ thứ 19 các bác nhé. Các bác nhìn này, mạ vàng hết, bộ này rất là to. Đây các bác nhìn này, nó xin thưa bác vàng quá, đâm ra khi lên video thì xin thưa bác là em sợ các bác bị quáng, bởi vì là nó rất là vàng các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, quả nắp đây quả nắp của nó các bác nhá, quả nắp này, bộ này rất là to. Em thử quay xa ra không thì màu trên là màu khác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy những cái điểm nhấn nhá ở trên này vàng hai nai các bác nhá, các bác có thể nhìn thấy đây máy ra pin, bộ này thì hoàn hảo đẹp xuất sắc các bác. Đây những cái bộ cao cấp này các bác, nó sẽ đánh chuông chén xích lô. Nó sẽ đánh chuông chén các bác nhé. Bộ này là máy Zappi của Pháp các bác nhé. Máy cũng nắp cây vàng luôn. Ở sau thì tứ diện như một các bác nhé. Thế em có thể bê lên để em mời các bác ướm được cái. Đây các bác nhé, các bác có thể nhìn thấy đây. Em cao 1m70, các bác có thể nhìn thấy cái bộ này nó to. Các bác nhé, em thành cao 1m70, các bác có thể nhìn thấy. Vâng, em nặng 80 cân. Các bác nhìn thấy bộ này nó rất là to. Các bác lựa ở vị trí treo bộ to. Mắc cây vàng 24k, cực đẹp luôn. Đỉnh cao của nghệ thuật chơi đồng hồ các bác, chơi cái này là các bác chơi về kiến trúc này, chơi về niên đại này, chơi về hội họa này, nó không chơi đơn giản là một chiếc đồng hồ mà nó còn là tượng các bác nhá, nó là coi như các bác chơi tượng ấy, chơi những cái bức tượng. Đây, quả nắp của nó đây. Quả nắp còn dài như thế này các bác. Ok các bác nhá. Vào mạ vàng hết. Cái bộ này thì giá trị cao. Em sẽ đo cái kích thước. Kích thước của cái bộ này của nó là 53 phân và ngang 35, sâu 15. Năm ba nhân với 35 nhân với 15 bác nhá. Thì đây là cái kích thước của cái bộ này, các bác có thể nhìn thấy. Mã số 2. Mã số là mã số 2 VIP các bác. Bộ này các bác nào quan tâm các bác sẽ liên hệ em. Đây nó cũng không phải là bộ tượng cỏ các bác nhá, nó là bộ tượng rất VIP, các bác có thể nhìn thấy. Kích thước của nó là 53. Cao, chiều cao là 53. Đấy, bác nhá. Chiều ngang bộ to ấy,
thường những cái bộ to như này rất là ít, ngang là 3 nhăm và sâu là 15 các bác nhá, mạ vàng cực đẹp luôn. Đấy, các bác có thể chú ý. Thì nam nữa quay xong thì em cũng phải cuốn lại hết các bạn, em để đó. Rất đẹp. Ok các bác nhá. Ừ, quay vai bò luôn. Ok, sẽ quay vai bò luôn. Đây, sẽ để ở đây luôn. Giới thiệu các bác vai bò nữa, nhiều bác hỏi vai bò ấy. Em sẽ quay vai bò luôn các bác nhé, quay vai bò luôn các bác. Giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ vai bò Naufer, các bác nhé, Naufer của Đức các bác. Naufer của Đức các bác nhé. Naufer một thương hiệu rất nổi tiếng. Cái thương hiệu này thì làm tủ cây thì âm rất là hay. Con vai bò này chắc âm cũng rất là hay. Cánh chim các bác nhé. Vai bò này cánh chim này, vân của nó đây. Các bác nhìn rất là cổ điển đấy. Sơn zin của nó các bác nhé. Sẽ quay nhanh để em quay nhiều sản phẩm khác. Máy đẹp nên kia. Chuông đánh không. Ok các bác nhé, con này thì em sẽ giao lưu cho bác. Kích thước em này là 60x23 các bác nhé, em sẽ 60x23, mã số 3, mã số 3 các bác nhé. Con này em giao lưu cho bác với giá là 3,5 triệu, 3,5 triệu các bác. Còn con vai bò rồi, mã số 3 các bác nhé, các bác chú ý. Em đang xả phần đồ vai bò. Đấy. Sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho các bác đó chính là một chiếc con này thì khá là đẹp các bác nhé. Con này thì khá là đẹp, con vai bò các bác nhìn đẹp như mới, vỏ này đẹp lắm các bác. Đấy các bác nhé, vỏ đẹp cực kỳ xuất sắc, vỏ bóng piano các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy vỏ đẹp len keng luôn. Đẹp len keng luôn. Con này của Đức các bác nhé, của Đức. Máy móc con này nó như cái con mau theo Đức ấy. Con thử chua. Kích thước là 66x23. Cái này mã số 04. Em đi bác với giá 3,5 triệu. Giá rất tốt ạ, 3,5 triệu. Sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho các bác đó chính là đồng hồ vai bò các bác nhé. Con này dòng nhiều gông rồi, khá nhiều gông các bác nhé. Con vai bò cổ khá nhiều gông, nhiều gông nhiều búa, dài lắm. Con này em nghĩ chắc phải 70 phân. Con này 75 phân, cao 75 x 22.
75x22, có nghĩa hai bên là hai họa tiết đồng, các bác có thể nhìn thấy đây. Mặt là mặt kính cong, các nhà mặt kính cong. Kim vàng. Đấy, các bác thấy không? Con này nó có hai bảng, một bảng quét, một bảng quét và một bảng một cái ngắt chuông. Ngựa của nó các bác có thể nhìn thấy qua cái ô này. Đó, nhìn rất là hay. Nó dòng nhiều câu nhiều vụ. Chuông rất là hay đấy. 2 4 6. Con này 9 gông rồi nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 gông các bác nhá. Ok. Con này 9 gông, con Kenji 9 gông các bác nhá. Chơi hai bản nhạc. Ok các bác nhá. Size 75. 9 gông. Mã số 5. Giao lưu các bác sản phẩm này với giá 5,5 triệu. 9 gông 5,5 triệu. Bình thường các bác mua con này thì giá nó sẽ rất cao. Kích thước 75x22, 9 gông, mã số 5, giá 5,5 triệu các bác nhé. Vì vậy thì xong con số 5, em sẽ chuyển sang cho các bác một số những sản phẩm. Vâng, hôm nay em về một con Di Vân Nu các bác nhé. Con này thì em chưa nắp kính. Giao lưu các bác thì xong thì bên em sẽ nắp kính và chiếc visa, các bác có thể nhìn thấy một chiếc đồng hồ là rất là đẹp, vân của nó này, các bác nhìn này, vân của nó đẹp, phải nói là vân của nó khá trên đẹp. Vân ở trên là khảm gỗ này, các bác nhìn này, những cái khảm gỗ này rất đẹp, phía dưới những bông hoa vỏ nu. Cái này mà các bác nào đầu tư được khoảng 700.000, 800.000 đi spa vỏ thì đẹp lắm. Các bác nhìn này. Mặt là mặt mặt cái bát quái các bác nhá, mặt cái mặt bát quái, bát giác này hả? Bát giác nhìn nó như kiểu là các bác có thể nhìn thấy đây, mặt rất là đẹp gì đây các bác nhá. Máy con này máy gì mũi tên các bác nhá, máy gì mũi tên. Chuông cũng nổ máy được rồi, gắn côn. Em sẽ thử cho các bác một bên nhé. Cùng con này thì thật ra hôm nay chia sẻ cho các bác này. Khách quá đông, em có sự chuẩn bị ấy. Em ở trong nội thành Hà Nội, đâm ra là các anh ấy tiện đường, các anh đi qua, các anh ấy vào rất là nhiều. Thì em sẽ đo với bác cái côn này, côn con này dài thế, côn 50 phân, có giấy tờ này các bác này, em sẽ nổ máy cho các bác à. Thử nghe thử một đoạn thôi các bác nhá. Tại vì chuông gì thì khá là hay rồi. Ok, nó hơi chạm búa một tí nhưng mà ok, con này thì rất là phê các bác nhé. Con lu như thế này, hôm nay con gì mặt cũng tương đối, ở kính trên là mặt nó là mặt mài các bác nhé. Kích thước là 80 và ngang 33,
80 x 33. Còn nắp đây. Có kính nhé. Tám mươi nhân ba ba, mã số sáu các bác nhé. Con này em sẽ giao lưu cho bác với giá là 4,8 triệu. Và em nắp kính kiếc các thứ cho các bác đầy đủ các bác nhé. Vỏ nu như này thì các bác nó đã nhiều tiền rồi các bạn. Sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho bác một chiếc đồng hồ. Wow, con này còn phông tơ noi các bạn, có quả nắp đúng không? Có nắp các bác nhé. Kính trên là kính cong thùng thùng gỗ sồi các bác nhé. Kính rào 6 mảnh các bác có thể nhìn thấy. Đấy, rất là đẹp. Này 80. Ui sợ, máy này. Máy đẹp len keng. Các bạn nhìn này. Máy đẹp len keng. Đấy, mặt nó có một tí màu thời gian này thôi. Mà cốt đồng trắng bạc con nặng vậy, máy xanh đẹp. Không tự nói. Con này quả nắp mà lúc nắp cho cái rào này khá đẹp luôn. Bảy sáu nhân ba ba. Mã con này là mã số 7. Con này em giao lưu cho các bác với giá 3,6 triệu. Giá rất tốt. 3 triệu 6. Sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho các bác hai cái mắc treo quần áo các bác nhé. Mắc treo quần áo các bác có thể nhìn được không? Đấy, các bác có thể nhìn được đấy, mắc treo quần áo đấy, các bác nhìn này, ở bên trên các bác có thể để được một con vai bò này, ở phía dưới các bác để cái treo móc những cái quần áo hoặc những cái móc mình thích ở đây của họ trên đầu này, cụ tí nhỉ. Ok các bác nhé, thì em sẽ đo cho các bác kích thước con này có chiều dài khoảng 82 phân, 82 phân, và có chiều cao khoảng 25 phân. Nhân với 22 các bác nhá. 85 nhân với 22 con này mã số 8 các bác nhá. Con này thì nó có bị sứt sứt một tí, đây thì em sẽ nhờ cô thợ này em xử lý cho các bác nhé, để các bác chơi cho nó đẹp. Và giao lưu các bác với giá là 3,8 triệu các bác nhá. 3,8 triệu luôn. Em giao lưu sản phẩm tiếp theo cũng là có thể vài bò mới về các bác nhá. Nó cũng để như thế thôi, ở trên để vai bò cũng đi bất kỳ cái gì các bác thích. Ở phía dưới nó sẽ là những cái bức tranh các bác nhé, và những cái đôi tình nhân hình móc áo như thế này rất là đẹp, hàng cổ của Đức đấy các bác nhé. Các bác treo như tường thôi, nó treo như đồng hồ thôi, không có gì đặc biệt cả. Kích thước của cái này thì nó là 73, cao 73 gần với 35. Con này thì mã số 9. Em cũng giao lưu cho bác sản phẩm này với giá là 3,7 triệu các bác nhá. Như cái này nó về kèm nô ấy, em bán cho bác giá rất tốt rồi. Ok, sản phẩm tiếp theo giao lưu cho bác một con gì nó nhá. Một con gì này thì nó rất đẹp, các bác có thể nhìn thấy đây, nhìn nó rất là sạch sẽ và nó đẹp các bác nhá. Đấy, con này hôm trước em có con em bán cho bác khách rồi các bác nhá. Quả nắp nó hơi cũ một chút, em sẽ thay cho bác quả nắp khác. Mặt số đây, con gì này lông rất dài, đánh bóc đây sẽ đánh chưa rồi, cũng nổ máy rồi. Đấy, mặt đây
nó có tí ngôi sao một tí các bạn nhé, kỹ mới thấy đấy, ngôi sao. Máy đây, máy di mũi tên các bạn nhé, của Côn Hoa Thị. Đấy, các bạn nhìn xem. Ok, giá thị trường bọn em đang bán ra khoảng 10 triệu. Cái này em nhập được giá tốt. Nhưng được giá tốt thì em sẽ bán ra hoa giá tốt một chút. Kích thước 71 nhân với 38, 71 nhân 38 71 nhân với 38 các bạn nhé, mã số 8, mã số 10 này. Mã số 10 à, mã số 10 các bạn nhé. Giao lưu các bác con này với giá 8 triệu 5 các bạn nhé, 8 triệu 500. Ok, được. Dòng này thùng nắp Odo 36 rất là đẹp, có tay cầm này. Ok, sản phẩm tiếp theo nên như bác một con thùng bể. Nên như bác một con thùng bể. Một chiếc đồng hồ thùng bè. Nên như bác một chiếc đồng hồ thùng bè, các bác có thể nhìn thấy trước mắt các bác đây đang là một chiếc đồng hồ du gia có xuất xứ đến từ Pháp các bác nhá. Mặt số mặt bát giác các bác nhá, mặt số mặt bát giác các bác có thể nhìn thấy đây. Mặt bát giác các bác nhá. Cái dòng này thì nó là thùng bè to hơn các cái loại các bác hay chơi, các bác hay chơi cái loại thùng bên em gọi là thùng bao riêng, thùng bé, thùng khoảng các mua chắc tầm khoảng 3,5 triệu đến 3,8 triệu, 3,9 triệu, 4 triệu nhỉ. Vâng, cái thùng bao riêng thì nó nhỏ hơn, nó có thể so một cái thùng này được. Con này có chuông không? Con này là máy của nó là máy Ruja, nhưng nó là một cái đời đặc biệt của Ruja. Ruja các bác thường các bác thấy là nó kiểu vách sơn, nhưng con này vách xoáy bể cá này, nhìn rất là đẹp. Các bác nhìn nhá. Đấy, côn của nó các bác có thể nhìn thấy không? Côn các bác nhá, nhìn nó rất là độc đáo. Âm thanh các bác nghe rồi đúng không? Kích thước là 58 và ngang là 45, 58 nhân 45 58 nhân với 45 các bạn nhé, mã số 11. Giao lưu cho các bác sản phẩm này với giá là 4,1 triệu nguyên bụi của anh, 4,1 triệu trên đồng này là cực tuyệt vời. Sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho bác một chiếc đồng hồ Odo 368.
một chiếc đồng hồ Odoba 68 có thể tính giúp anh. Một chiếc đồng hồ Odoba 68 của anh nhé. Dòng này dòng đời Odoba 68 máy 3 vách hở có nhá, ở phía trên cái màu hoa hai bên là hai quả hoa cherry rất đẹp. Kính trên kính cọc, kính phía dưới các bạn có thể nhìn thấy kính phía dưới. Các bạn nhá, nó là kính mài các bạn nhá. Mặt số này thì là mặt tròn các bạn nhá. Nhìn về cơ bản tương đối đẹp nhưng nó có bị mốc một tí. Các bạn nhìn này. Mốc một chút. Nhưng mà nhìn không rõ đâu. Còn nắp các bạn nhá. Đấy. Đấy các bạn nhìn này. Em sẽ mở các bạn thưởng thức chuông luôn. Ồ đồ 36 nữ hoàng âm thanh, con này chơi hai bản nhạc các bạn nhá. Sẽ chơi được hai bản nhạc các bác nhá, nó hàng bụi. Chuông nó rất là hay, Odo 36 nữ hoàng âm thanh các bác nghe rồi. Đây, Odo 36 đời 3 vách hở các bác nhá. Có chuyện Odo 36 ở góc đây, các bác nhìn này. Con này thì em sẽ mini game cho bác cho nó vui. Odo 36 đây, sẽ chơi hai bản nhạc, một bản nhạc quét ngược và một bản nhạc quét cái cần truyền bài đây các bác nhá. Đấy, gông dài thước tha các bác có thể nhìn thấy đây. Sẽ mời các bác chơi một cái mức giá chưa từng thấy trong lịch sử. Quả nắp đây, quả nắp rất đẹp. Quả này xin đưa bác là anh em giao lưu triệu quả rồi. Nói nhá. Đó, kích thước cho bác. Kích thước sản phẩm này có kích thước 76 và ngang 76 và ngang là 33. 76 x 33 76 nhân với 33 368 các bạn nhá. Vách hở hai bản. Mã số bao nhiêu? 12. Mã số 12 giao lưu các bác sale với giá 7,2 triệu. Bình thường các bác đang mua 9 triệu 5 hoặc là 8 triệu 5 là kinh, mà lại 7 triệu 2 thực sự các bác bao zin nguyên bản. Sản phẩm tiếp theo giao lưu các bác một chiếc đồng hồ Odon tên là chua các bác nhá. Con này thì đợt vừa rồi thì cực kỳ hot, em về bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Hôm nay lại về được một con nữa thì con này nhìn khá là đẹp. Mặt kính là mặt kính cong thôi nhé. Đó. Mặt kính cong. Chữ Odo đây các bạn nhé. Ở phía trên là ông Tây đánh chuông các bạn nhé. Đấy. Các bạn thấy chưa? Chạy ba làn tóc các bạn nhé. Này các bạn nhìn chưa? Odo. Odo các bạn nhé. Hôm qua cũng lên một con này sao nhỉ, đi ngay nhỉ. Kính thừa 36 nhân 26 6. Có bao nhiêu nhá? Mã số 13. Giao lưu sản phẩm này, giao lưu cho sản phẩm này cho các bác với giá là 3,2 triệu. Thường ông mua con này thì chắc cao đúng không? Giống như các bác một chiếc đồng hồ tản lê sai đại rồi nhé. Một chiếc đồng hồ tản lê sai đại. Các bác có thể nhìn thấy đây. Một chiếc đồng hồ tản lê sai đại các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy. Đây, quả năng ngựa đây. Các bác nhìn giúp em. Quả năng ngựa đây các bác nhé. Tản lê sai đại. Đấy. Con này sai to, cột to các bác nhé. Đến từ cái này thì nó có vít các bác nhé. Thì em sẽ bỏ ra để cho các bác có thể nhìn cái búa cho nó dễ. Máy móc đây. Em hết nê rồi, còn con này con cuối ra nhỉ? Vâng ạ. Hết nê rồi. Còn nốt con này thì xong con này thì em sẽ về khoảng 100 con nê nữa. Các bác nhá. Máy vàng len keng. Con này của Đức các bác nhá.
tạ nê này thì các bác chú ý này, tạ nê là máy Đức này, vỏ Hà Lan lúc nào cũng như vậy các bác nhé. Đấy, xe đại, đo kích thước cho các bác nhé. Kích thước sản phẩm này là 64 và chiều ngang của nó là 28, 64 × 28. Sáu tư nhân hai tám các bạn nhé, mã số 14 các bạn nhé. Giá giao lưu sản phẩm này, con này có đôi tạ của nó, tạ vàng đẹp các bạn nhé, có đôi tạ của nó em giao lưu cho các bạn với giá 2,5 triệu, giá sale 2,5 triệu, con này đẹp đấy các bạn nhé. Như vậy thì em Thành sẽ kết thúc phiên live ngày hôm nay tại đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi.